Nạn nhân mất tích cuối cùng được tìm thấy là ông Nguyễn Đình Ba, sinh năm 1963, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Trước đó, từ khoảng 17 giờ 40 phút ngày 25 tháng 2, lần lượt các nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Vu Gia, đoạn chảy qua xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích được biết, các nạn nhân trong vụ lật ghe thuộc ba gia đình có họ hàng với nhau. Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh đã yêu cầu các nhà máy thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia thu bồn ngừng xả nước phát điện để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, các gia đình gặp nạn sinh sống bằng nghề nông, có ruộng vườn bên kia bãi bồi sông Vu Gia. Họ thường xuyên dùng ghe, thuyền để qua bên kia sông làm việc. Cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền, nhưng việc sử dụng áo phao để đi lại vẫn chưa được người dân chú ý. Trong chiều ngày 25 tháng 2, sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân tử vong. Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam vào hiện trường để phối hợp với lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tối ngày 25 tháng 2, ông Khuất Việt Hùng trực tiếp đến hiện trường vụ lật ghe khiến 6 người mất tích, cùng với lực lượng chức năng chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân. Những người được cứu sống trong vụ lật ghe gồm bà Nguyễn Thị Tiềm, sinh năm 1964, anh Phạm Cơ Minh, sinh năm 1991, Nguyễn Phan Bảo Long, sinh năm 2012 và một nạn nhân tên Thấm bạn của Minh. Những nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Đình Ba sinh năm 1963, Nguyễn Hữu Hoàng sinh năm 1995, con trai ông Ba, Lê Thị Kim Huệ sinh năm 1993, con dâu ông Ba, Nguyễn Thị Ái sinh năm 1986, Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên sinh năm 2014, Nguyễn Hoàng Ánh Viên sinh năm 2015, cùng là con gái chị Ái. Tất cả cùng trú thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Công Bính,